Các em học sinh thân mến, cái bài tập câu 1B đó mấy bạn ha, câu 1B đó, hồi nào trong cái đề mà cô gửi cho mấy em là đây dấu trừ thì đây là dấu cộng nhé bạn, đây là dấu trừ còn đây là dấu cộng. Phía trong cái đề hồi sáng mà cô gửi cho các em á thì đây là dấu trừ, đây là dấu cộng. Rồi bây giờ cô đã đổi lại, là nãy cô sửa là đã đổi dấu cộng này thành dấu trừ nhé bạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sửa lại giống như cái đề hồi sáng nhé bạn, thì chúng ta sẽ được hai cái bài tập. Như vậy thì ở đây cô sẽ đổi cái dấu cộng này thành dấu trừ này thành dấu cộng nhớ bạn, cho giống đề hồi sáng. Thì cái mẫu chung nó cũng giống y hệt như vậy luôn mấy bạn. Cái mẫu chung của mình là cũng vẫn là căn 2 có 2 trừ 1 nhân với căn 2 cộng 2 cộng 1 nhớ bạn. Cái mẫu chung thì nó giống y hệt hai bên luôn, nhưng mà nó khác cái chỗ đây đã có căn bậc 2 có 2 trừ 1 rồi thì mình sẽ nhân với căn bậc 2 có 2 cộng 1. Ở đây nhân với căn 2 có 2 cộng 1. Còn đây đã có căn bậc 2 có 2 cộng 1 rồi thì mình nhân với căn bậc 2 có 2 trừ 1. Ha, giờ mình nhân vô nè các bạn. 3 nhân căn bậc 2 có 2, 3 nhân căn bậc 2 có 2. 3 nhân cho cộng 1 là thành cộng 3. Nè các bạn. Đây là -3 nhân căn bậc 2 có 2 là -3 căn bậc 2 có 2. -3 nè các bạn, nhân cho -1 ra là thành cộng 3. Đó, cô nói lại. Bây giờ nè, hồi sáng là cô gửi đề đây là dấu trừ, ở đây là dấu cộng. Còn nãy cô sửa cho mấy bạn là đây là dấu cộng, đây là dấu trừ. Bây giờ cô sửa lại thêm một bài tập nữa nha cho mấy bạn đối chiếu kết quả của mình. Vậy mình vẫn lấy mẫu chung của mình là căn bậc 2 có 2 trừ 1 nhân với căn bậc 2 có 2 cộng 1. Hai cái mẫu này cũng giống y hệt nhau nè các bạn ha. Giống y hệt nhau. Rồi như đây đã có căn bậc 2 có 2 trừ 1 rồi, như vậy mình nhân với là căn bậc 2 có 2 cộng 1. Còn đây đã có căn bậc 2 có 2 cộng 1 rồi, mình nhân với căn bậc 2 có 2 trừ 1. Vậy mình nhân vô nè các bạn. 3 căn bậc 2 có 2, 3 cộng 1 là 3. Xin lỗi, 3 nhân cho cộng 1 là 3. 3 nhân căn bậc 2 có 2 là 3 căn 2 có 2. 3 nhân với cộng 1 là ra là cộng 3. 3 nhân với cộng 1 ra cộng 3 nữa bạn. -3 nhân căn bậc 2 có 2 là -3 căn 2 có 2. -3 nhân căn bậc 2 có 2 là -3 căn 2 có 2. -3 nhân với -1 ra là thành cộng 3. Còn cái mẫu này mình nhân giống như hình hồi nãy bạn. Căn bậc 2 của 2 nhân cho căn bậc 2 của 2, bấm mình tính ra 2. Căn bậc 2 của 2 nhân cho 1 ra là trừ căn 2 của 1. 1 nhân cho căn bậc 2 của 2 ra là cộng căn 2 của 2. Cộng 1 nhân cho -1 ra là trừ 1 nhé bạn. Rồi, như vậy bây giờ mấy bạn bấm hết cái máy tính này vô trong, bấm hết cái biểu thức trên tử nè. Mấy bạn nhập 3 căn bậc 2 của 2 cộng 3 trừ 3 căn 2 của 2 cộng 3, bấm dấu bằng thì máy tính sẽ ra thành là cộng 6 nhé bạn, là cộng 6. Đó, còn hoặc là mấy bạn tính nhẩm cũng được. 3 căn bậc 2 của 2, 3 căn bậc 2 của 2 giống nhau, chúng ta trừ nhau đâu bằng không. Cộng 3 nhân cộng 3 thành là cộng 6. Còn đây nợ căn bậc 2 của 2 có căn 2 của 2, cái này giống hệt nhau. Giống hệt nhau mà trái giống nhau đâu bằng không. 2 trừ cho 1 ra là bằng 1, hoặc là mấy bạn bấm cái tính 2 trừ căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 trừ 1, bấm dấu bằng ra sẽ được 1. Vậy nếu bạn lấy máy tính 6 chia 1 với dấu cộng thì mình khỏi cần ghi cũng được nè các bạn. 6 chia cho 1 bằng 6. Như vậy là mấy bạn sửa những cái bài tập đúng này vào trong dấu án nha các bạn. Rồi chúc các bạn học tốt.